tố chất nào gọi là tố chất quan trọng nhất để người phụ nữ có thể gọi là lập nghiệp trong cái thời đại mới này? Tức là về quan niệm chung thì mọi người vẫn nghĩ là phụ nữ là phái yếu, rồi tầm nhìn suy nghĩ nó có những cái hạn chế, thêm nữa là có những cái gọi là những cái thế yếu mà không có thể sắc sảo mạnh mẽ như đàn ông. Thì cái đó là người phụ nữ thường thường đối mặt và đôi khi là chịu áp lực trong vấn đề họ muốn làm một cái điều gì đó to lớn hơn là cái câu chuyện bổn phận của người phụ nữ trong gia đình hay là chăm sóc con cái. Cái thời đại hiện nay thì cho phụ nữ rất là nhiều cơ hội được học hành, được phát triển bản thân và thậm chí họ có thể tạo ra những cái giá trị rất là lớn ở những cái vai trò khác nhau. Thì cái cản trở của người phụ nữ là biết vượt qua được những cái niềm tin giới hạn từ từ xã hội đặt lên cho họ hay là thậm chí là chính họ. Thì tôi nghĩ rằng cái người phụ nữ phải có một cái niềm tin vào bản thân, phải hiểu được những cái thế mạnh của mình. Và với những cái thế mạnh, những cái mà mình có ấy, thì hoàn toàn mình có thể tạo ra những cái giá trị trong những cái vai trò khác nhau và nó có thể phát huy được một cách gọi là tốt tốt nhất, thậm chí có thể là tốt hơn nam giới ở một số khía cạnh. Với Hương, cái tố chất quan trọng nhất của phụ nữ khi mà khởi nghiệp đó chính là cái sự quyết đoán. Bởi vì chúng ta thường ăn theo một cái lối mòn tư duy cũ, phụ nữ chỉ cần an phận thôi. Nương ba cọc ba đồng 5-6 triệu hoặc làm hành chính văn phòng và lấy một tấm chồng gọi là có tài chính một chút, hai vợ chồng cố gắng phấn đấu là được. Hoặc có thể là chỉ nội trợ không thôi. Thực ra thì với Hương cái việc đó nó cũng đúng thôi, chẳng sai, bởi vì mỗi một thời điểm chúng ta sẽ có một cái tư duy và nhận định khác nhau và cái thế giới quan của chúng ta không ai giống ai cả. Tuy nhiên, cái sự quyết đoán tại sao Hương lại nhắc tới ở đây? Bởi vì các bạn chúng ta phải nhấc bản thân của mình ra khỏi cái tư duy cũ để chúng ta làm được nhiều hơn những cái mới mẻ, thì đấy chính là cái giai đoạn mà chúng ta đưa ra quyết định để thay đổi cuộc đời của mình. Một là sẽ tiếp tục với cái lối mòn cũ, hai là chúng ta sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn. Và khi chúng ta trở thành một ai đó mà chúng ta ngưỡng mộ hoặc chúng ta trở thành tốt hơn trong quá khứ thì chúng ta chắc chắn phải có một thứ, đó là cái chi phí cơ hội đánh đổi, có thể là thời gian, có thể là thất bại và cũng có thể là tiền bạc và cũng có thể là mồ hôi nước mắt và cũng có thể là rất là nhiều cái đau khổ. Chúng ta phải buộc phải trả giá cái đó thì chúng ta mới có cái thứ tốt đẹp hơn. Với phụ nữ ấy, thì theo Trinh thì làm thế nào để có thể tìm ra một cái nghề nghiệp phù hợp cho chính mình? Trinh nghĩ là trải nghiệm, có nghĩa là khi mà mình trải nghiệm càng nhiều thì mình có thể đoán và cái xác suất mình biết cái việc đó nó phù hợp với mình á, nó sẽ càng cao. Thì Hương nghĩ là bạn phải biết mình thích cái gì đã. Vì công việc sẽ có những lúc rất là khó khăn, sẽ có những đoạn lên đoạn xuống, sẽ có những lúc mà bạn cảm thấy bạn sẽ phải muốn bỏ cuộc. Thì biết mình thích gì và theo đuổi cái niềm yêu thích đó, cái niềm đam mê đó. Hương không muốn phóng đại hóa cái sự đam mê, nhưng mà khi mà bạn yêu thích một việc gì đó thì cái việc khó khăn thì nó cũng là dễ dàng. Cái câu ví dụ như là một nghề cho chín còn hơn là chín nghề nó đã không còn quá phù hợp với thời điểm hiện tại này nữa. Mình hoàn toàn có thể làm nhiều công việc cùng một lúc tùy theo cái khả năng và cái sự mong muốn trải nghiệm của mình. Và đặc biệt là nếu mà nhiều công việc đó mà nó có sự liên kết mật thiết với nhau cũng như là nó có sự tương quan hỗ trợ lẫn nhau thì sẽ còn tuyệt vời hơn, mình sẽ có nhiều giây phút thăng hoa trong công việc hơn. Và có một cái yếu tố nữa, yếu tố này cũng khá là tự nhiên, đó là Trinh dùng cái trực giác của mình, hay còn gọi là giác quan thứ sáu. Có nghĩa là khi mà mình thử làm cái công việc đó mà mình thấy nó vui, mình thấy mình làm rất là đam mê, mình làm từ sáng tới đêm luôn mà mình không thấy mệt gì hết, và mình cứ say sưa nghiên cứu nó và mình quên luôn thời gian, thậm chí thỉnh thoảng là quên luôn cái việc mình ăn uống á, thì mình thấy đó là một cái nghề nó phù hợp. Chỉ cần có một cái sự yêu thích, một cái sự đam mê mà khi mà công việc nó sẽ không thuận lợi như ý muốn, và chắc chắn là lúc nào nó cũng sẽ có những cái đoạn đường như vậy, thì mình phải tìm được cái là tại sao mình bắt đầu. Đây là ba cô gái trẻ với ba nguồn cảm hứng khác nhau, mỗi người đều có những ngành nghề riêng, cùng chung một mong muốn giúp đỡ những người phụ nữ phát triển bản thân cũng như công việc. Họ trở thành những người bản thân. Ba người là những thành viên tích cực nhất trong một cộng đồng tại Việt Nam có tên là Lady Networking. Networking có thể hiểu là mạng lưới các mối quan hệ. Nếu như trước đây nhắc đến cụm từ này, mọi người thường nghĩ đến những buổi gặp gỡ trong môi trường công sở, thì ngày nay, networking lại được mở rộng với đa dạng chủ đề.
có thể là đọc sách, thời trang hay nghệ thuật sắp xếp tủ quần áo. Và như thế, Lady Networking, một trong những xu hướng của phụ nữ hiện đại đã ra đời. Em thấy rằng là trên thị trường thì đang thiếu một cái môi trường, đang thiếu một cái nơi đủ an toàn để cho các chị em có thể là chia sẻ nè, có thể là cùng nhau làm một cái gì đấy. Những cái hành động mỗi ngày á, đó là bạn xem mạng xã hội nè, rồi bạn ăn uống mỗi ngày nè, rồi bạn chọn, bạn giao tiếp với ai, thì tất cả những cái việc nhỏ đó mình làm nhiều sẽ trở thành những cái hành động, và hành động nhiều nó sẽ thành cái thói quen. Thì Trinh muốn là cùng với mọi người mình thực hiện những cái thói quen tốt. Gần 6 năm kể từ khi thành lập, Lady Networking đã tổ chức hơn 110 sự kiện tập trung vào việc chăm sóc đời sống tinh thần và phát triển bản thân cho phụ nữ. Hiện tại khi mà nhìn lại thì Trinh thấy là một cái chuỗi series về tinh thần á, có nghĩa là một cái buổi các chị em cùng nhau chia sẻ, các chị em có thể trút bầu tâm sự một chút. Đó là một cái series đầu tiên mà Trinh cảm thấy cực kỳ là tâm đắc. Đến bây giờ Trinh cũng đang duy trì và phát triển, ví dụ như kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, ví dụ như kỹ năng về sắp xếp về công việc nè. Thời điểm hiện tại, Trinh là founder của cộng đồng Lady Networking và cô cũng là CEO của một công ty truyền thông do chính mình thành lập. Nhưng trước đó, cô cũng đã trải qua nhiều vị trí như nhân viên kinh doanh, tham gia các dự án quảng cáo, cộng tác viên tin tức hay nghiên cứu thị trường. Bắt đầu lập nghiệp thì không có ai hướng dẫn mình, cũng không có ai hỗ trợ, mình cứ mày mò một mình á. Thì Trinh muốn chia sẻ với mọi người để chúng ta có thể cùng nhau, chúng ta có thể hỗ trợ và giúp đỡ nhau, chứ không phải bị đơn độc như Trinh hồi xưa nữa. Còn với Trần Thị Mai Hương, khởi đầu với ngành nghề thời trang bán lẻ, nhưng bất ngờ lại chuyển hướng sang công nghệ. Hiện tại, cô là người phát triển đối tác chiến lược của công ty DoorDash, một công ty của Mỹ điều hành nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến và giao đồ ăn. Dù làm việc chủ yếu tại nước ngoài, nhưng chị vẫn luôn dành thời gian để hỗ trợ các thành viên trong nhóm. Hương và chị Trinh đang nghĩ đến một chuỗi chủ đề làm sao để giúp người phụ nữ hiểu hơn về ngành công nghệ nói chung. Bạn không nhất thiết phải có những cái kỹ năng cứng về chuyện coding để có thể làm về lĩnh vực công nghệ. Do đó là Hương và các bạn trong Lady Networking muốn có những cái chuỗi chủ đề về xoay quanh chuyện làm sao để giúp những nhiều phụ nữ hơn có một cái sự nghiệp trong ngành công nghệ. Sở hữu kênh TikTok, việc nhà không là việc vặt. Linh Lê hiện đang làm một công việc mà chắc chưa nhiều người từng nghe tới, đó là một nhà tư vấn ngăn nắp. Hiểu đơn giản là nếu nhà bạn đang bừa, không biết dọn thế nào thì sẽ có người đến đồng hành và tư vấn. Từng là một bà mẹ bỉm sữa, từng hoài nghi về công việc trước đó mình làm, mất cân bằng với cuộc sống. Nhưng giờ, với công việc hiện tại, cô đã khác. Mình nghĩ là một cái chút đóng góp nhỏ nhoi của mình dành cho Lady Networking đó chính là truyền tải cái tình yêu, cái không gian sống của mình, cái căn nhà của mình đến nhiều chị em hơn thông qua cái hành trình ngăn nắp của mình. Đó là mình đã từ một cái người rất là bừa bộn trở nên một cái người mà gọn gàng ngăn nắp, và chỉ thông qua một lần dọn duy nhất. Và nếu mà mình có thể thì ai cũng có thể. Những nội dung như quản lý tài chính, làm chủ cuộc sống hay xây dựng thương hiệu cá nhân chỉ là một trong số rất nhiều hoạt động hướng đến việc truyền cảm hứng cho phụ nữ của Lady Networking. Đây là lần đầu tiên mình được tham dự những cái event như thế này, là nhận thêm nhiều kiến thức từ chị Trinh về kiến thức của marketing hoặc là kinh doanh, cũng như là ở phụ nữ thời đại 5.0 thì mình sẽ tự tin hơn trong cái lĩnh vực mà mình đang làm việc. Mình cảm thấy những cái event của Lady Networking mang lại cho mình rất là nhiều giá trị. Và mong muốn là Lady Networking sẽ tổ chức nhiều event hơn nữa và có những cái dịp để mình có thể học hỏi và chia sẻ với những anh chị, các bạn. Mỗi hoạt động của Lady Networking không đơn thuần chỉ đem lại niềm vui mà còn giúp định hướng và nâng tầm giá trị cho phái đẹp. Những phản hồi tích cực sau mỗi sự kiện chính là động lực để nhóm phát triển nhiều dự án chất lượng hơn nữa và kết nối với được nhiều phụ nữ hơn trong tương lai. Tôi thấy phụ nữ bây giờ năng động hơn chúng tôi ngày xưa rất là nhiều, dám tham gia thương trường mạnh mẽ hơn, có thể vừa ở nhà vẫn vừa bán hàng online. Ngày xưa thì không như thế, bây giờ thì nhiều điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều, như là internet, như là thế giới phẳng, như là cái việc các bạn có thể, thậm chí là các bạn có thể lead được cái xu hướng thị trường
các bạn là các KOL, các bạn đưa ra một cái xu hướng tiêu dùng mới và biết cách để lôi kéo những người khác, xây dựng cộng đồng, tạo ra cộng đồng để có thể trên đấy thì các bạn sẽ bán những sản phẩm mà theo xu hướng của các bạn, như thế là hay, như thế là tốt. Đấy thì cái việc như vậy làm cho phụ nữ cũng dễ dàng hơn, không nhất thiết là phải đi tìm đến một cơ quan đoàn thể nào cả. Các bạn hoàn toàn có thể từ cái sở thích của mình, biến cái sở thích, biến cái ước mơ của mình thành một cái business, một cái công việc kinh doanh. Phụ nữ có một cái thế mạnh mà tôi nghĩ là có thể hơn nam giới, đó là cái tình yêu thương, cái sự kham nhẫn, nhẫn nại, cái sự bền bỉ, sự dẻo dai, cái nội tâm của họ, họ có chiều sâu. Tôi không nói là cái sự sâu sắc lớn hơn hay sự giỏi giang có thể là thua kém đàn ông cái đó, nhưng người phụ nữ có khả năng họ dễ đồng cảm, dễ lắng sâu và họ có sự kham nhẫn tốt hơn. Và về xét về mặt xã hội thì không nhất thiết là chúng ta cứ phải lăn lộn ra thương trường kinh doanh thì mới là làm, gọi là làm một cái mô hình về gọi là khởi nghiệp. Chúng ta có thể đóng góp nhiều vai trò khác nhau. Đầu tiên là chúng ta đóng góp vào vai trò một người vợ, một người mẹ. Và cái thứ hai là xã hội cần rất là nhiều những cái công việc mà cần trợ giúp của người phụ nữ, ví dụ như liên quan đến giáo dục tâm lý hay là chữa lành hay là những cái công việc thủ công mang tính đòi hỏi nghệ thuật cao đó, và đòi hỏi cái sự tỉ mẩn, sự chăm chút và cái sự tinh tế của người phụ nữ. Thì thực tế là tôi thấy hiện nay là có một cái trào lưu mới, rất nhiều người phụ nữ đã đi theo những cái tiếng gọi của cái trái tim mình. Đó, họ đã bứt phá ra khỏi những cái niềm tin giới hạn và có rất nhiều người phụ nữ thành công và họ làm đẹp cho cuộc đời bằng những cái cách khác nhau như vậy. Có một số xu hướng mới đang nổi lên trong việc khuyến khích phụ nữ lập nghiệp và phát triển sự nghiệp của họ. Sau đây là một trong số đó. Khởi nghiệp công nghệ. Các công ty khởi nghiệp công nghệ ngày càng trở nên phổ biến và đang tạo ra nhiều cơ hội cho phụ nữ lập nghiệp. Các công ty này thường có môi trường làm việc linh hoạt và sáng tạo, với khả năng tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới. Sáng lập xã hội. Nhiều phụ nữ đang sử dụng kinh nghiệm và sự quan tâm của mình để khởi nghiệp xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường và cộng đồng. Các công ty này tập trung vào mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Công việc tự do. Việc làm tự do đang trở thành một xu hướng phổ biến cho phụ nữ. Nhiều phụ nữ có thể sử dụng kỹ năng và tài nguyên của mình để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ, quản lý công việc của mình trong môi trường làm việc linh hoạt. Các ngành nghề truyền thống. Nhiều phụ nữ đang tiếp tục và làm việc trong các ngành nghề truyền thống, nhưng với cách tiếp cận mới. Phụ nữ có thể sử dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình, hoặc tìm kiếm cách kết nối với khách hàng thông qua mạng xã hội. Câu chuyện về một cô gái trẻ sau đây sẽ làm bạn thấy rõ hơn. Mình rất mong là sẽ giữ lại được những cái giá trị truyền thống thông qua trang phục, giữ cho những cái làng nghề theo truyền thống không bị thay đổi, và cũng rất là hy vọng sẽ mang được những cái nét văn hóa này đến gần hơn với các bạn trẻ. Đó là lời tâm sự của một cô gái trẻ dành trọn tình yêu cho thời trang. Năm 2021, Nguyễn Thu Giang quyết định thành lập thương hiệu Aman Label với mong muốn lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt. Trước tiên thì mình là một người rất là đam mê thời trang và cũng bắt nguồn từ gia đình mình, là bà và mẹ thì cũng đều rất là thích những cái sản phẩm từ nhung và lụa. Thế nên là những sản phẩm đầu tiên mình làm thì là để tặng bà và mẹ, và mọi người thì đều rất là thích đồ thêu. Thì mình đã dành riêng một số sản phẩm và để thử bán ra, và rất may là lại được khách hàng đón nhận. Bên cạnh chất liệu chủ đạo là nhung, lụa, những chi tiết thêu tay cũng tạo nên điểm nhấn riêng cho các thiết kế. Đây cũng là một cái hình thêu rất là cầu kỳ và cũng rất là được nhiều khách hàng yêu thích của bên mình. Thương hiệu của mình thì có vẻ như được khách hàng yêu ái với những cái hình thêu về chim. Cũng rất là ít người mà có thể làm được những cái sản phẩm chim mà nó có hồn như thế này. Đấy là điều mà mình rất là tự hào. Để làm nên những chi tiết này, người nghệ nhân sẽ mất khoảng 4 đến 5 ngày để hoàn thiện. Đó là cả sự sáng tạo và tâm huyết của một người thợ. Thế nhưng, trước sự cạnh tranh gay gắt của máy móc công nghiệp, nghề thêu đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Đó cũng là lý do mà Thu Giang lựa chọn thêu tay như một cách để lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Mình muốn tạo điều kiện hơn để giúp những cái người thợ đấy, người ta nâng cao cuộc sống hơn, tại vì cái nhu cầu thị trường nó không còn đủ để người ta có thể tiếp tục yêu thích, đam mê với nghề nữa.
Những cái thêu máy thì nó rất là phẳng này, và nhìn nó sẽ không có nhiều cảm xúc như là thêu tay đâu. Từng cái mũi thêu của người thợ thì đều sẽ gửi gắm rất là nhiều những cái tình cảm. Mỗi cái sản phẩm làm ra thì sẽ đều có sự độc nhất vô nhị, mỗi sản phẩm đều khác nhau và sẽ không có đụng hàng. Từ những thiết kế áo dài, váy yếm, áo khoác trần bông, cho đến cả áo choàng, tất cả đều được tô điểm bằng những họa tiết thêu tay tỉ mỉ cùng màu sắc hài hòa, khiến cho tổng thể của một bộ trang phục trở nên trẻ trung, hiện đại, mang đến một vẻ mới lạ cho nhung lụa. Nhung lụa và đặc biệt là thêu tay thì cũng rất là kén khách. Mình cũng rất là cố gắng để đưa nhung lụa đến gần với các bạn trẻ hơn bằng cách là tạo ra những cái trang phục mà có kiểu dáng nó trẻ trung hơn, hoặc là những cái hình thêu màu sắc thì phù hợp hơn với các bạn trẻ. Khi mà mình mới mở cái shop này ra ấy, thì thực sự là được đón nhận nhiều hơn mình mong đợi, tại vì mình cũng nghĩ là cái thương hiệu của mình góp phần tạo nên một cái trào lưu của năm ngoái. Thời đấy thì các bạn trẻ, tức là nó là một cái cơn sốt nhung và lụa luôn. Còn lại sau này thì mình đã cũng có được một cái tệp khách hàng tương đối là ổn định, và thường là khách quen quay lại mua hàng rất là nhiều, bởi vì chất liệu và giá cả thì đều vô cùng là hợp lý. Tình yêu với nhung lụa và nghệ thuật thêu tay truyền thống dường như là một nguồn cảm hứng để mỗi thiết kế của Thu Giang không chỉ mang nét cá tính độc nhất, sự tinh tế, sang trọng, mà còn chất chứa trong đó cả sự tự hào với nền văn hóa Việt Nam. Bùi Mai Hương, một cô nàng 9X năng động, thu hút bởi nguồn năng lượng tích cực, vóc dáng cân đối và tràn đầy sức sống. Cô nàng huấn luyện viên thể hình người Hải Phòng còn thường xuyên chia sẻ những bài tập, những câu chuyện thú vị trên các kênh mạng xã hội để không ngừng truyền cảm hứng cho mọi người, nhất là chị em phụ nữ, để cùng cố gắng sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, cân đối và quan trọng hơn là tự tin làm những điều mình mơ ước. Mắt nhìn, hơi ngước lên, hạ thấp mông xuống một tí nữa. Rồi, lên. Xuống mà, xuống. Tốt. Siết mông. Tốt, xuống. Wow. Wow, không may là có PT đây. Và cũng rất là muốn Hương có thể chia sẻ nhiều hơn ngày hôm nay là vì sao, lý do gì, cơ duyên nào mà đưa mình đến với cả cái môn gym này và trở thành một PT như vậy. Tại vì cái thời điểm mà Hương đến với bộ môn này là Hương đang lao động chân tay, đó là bán hàng online về thanh lý đồ, thanh lý quần áo ấy. Nó rất là nặng, vì vậy đây sẽ là cái bộ môn giúp cho Hương đạt được cái điều đấy. Nhưng mà thế từ lúc nào mà mình quyết định là mình sẽ bỏ lại những cái công việc đó ở đằng sau và trở thành một PT chuyên nghiệp cũng như là một người truyền cảm hứng ở trên mạng xã hội? Chắc là tại cái thời điểm mà mọi người biết tới Hương nhiều hơn, và chính các bạn ở trên mạng xã hội và những người biết Hương ở bên ngoài nữa tạo cho Hương cái động lực lớn để Hương có thể thay đổi bản thân. Và thế bây giờ ở đây rồi mà chỉ đứng nói chuyện không như thế này thì cũng rất là buồn cười. Thế thì bây giờ Hương đang rất là muốn là có một cái bài tập nào đấy dành cho dân văn phòng, những người mà phải ngồi rất là nhiều, sờ vào đầu nó cũng thấy đau. Ok, thưa bà, bây giờ Hương sẽ mời Long ra tập trải nghiệm một cái máy mới để xử lý cái vấn đề mà chúng ta đang bị yếu cơ mặt sau nhé. À vâng, đi thôi. Bây giờ mình tập như thế nào nhỉ? Thì chúng ta hãy cố gắng để ngồi xa cái khu vực dây kéo này nhiều nhất để cái lực kéo của chúng ta được tốt hơn. Hạ ép này, hạ ép bả vai kéo. Đúng rồi, cảm nhận cái nhóm cơ mặt sau của chúng ta này. Đúng rồi. Thường thì mình sẽ có thể tập 3 đến 4 set. Mỗi set rơi khoảng tầm 10 đến 15 cái tùy. Vậy trong khi chờ Vũ Long kéo hết 15 cái này thì Hương có thể cho biết là vì sao mình lại lựa chọn là thành một PT private chứ không phải thương mại? Nếu như mà để chú tâm được vào chất lượng và có thể coaching ra được những cái học viên cốt lõi và ra được những cái transform tốt nhất thì phải là học private coaching 1:1, một giáo viên kèm một học viên, như vậy kiến thức truyền tải cũng sẽ được tối ưu và tuyệt vời nhất. Mày có vừa đủ 15 cái. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với Hương thực hiện bài plank. Tay chúng ta chống làm sao này, cứ tập tay vô góc phần bả vai này, ra chân này, rồi cuộn mông, cuộn bụng lại, siết chặt mông. Đúng rồi, cảm giác như là cái người của chúng ta hơi cong như con tôm ấy. Thế thì bây giờ để thử thách trình độ của một PT chuyên nghiệp thì bây giờ Vũ Lăng sẽ đặt câu hỏi luôn này. Không biết là trong lúc mà trả lời câu hỏi xong là ai xuống trước là thua đấy. Chắc là Hương thua mất, tại vì đang đói. Ok này,
bình thường với các học viên đến đây thì không phải là ai cũng có một cái nền tảng sức khỏe tốt ấy. Thế nếu mà vào cái lúc mà người ta đuối lắm rồi như Vũ Lòng bây giờ đây này thì Hương làm như thế nào được? Chưa cảm hứng như người ta để người ta không buông xuôi ngay cái lúc này. Nghĩ đến lý do mình bắt đầu, vì sao lại đến phòng tập, vì sao lại luyện tập, vì sao lại chọn một môn thể hình để là bắt đầu. Wow, nói thật là đến bây giờ Vũ Lòng đã vận dụng hết tất cả những cái gọi là động lực, truyền cảm hứng, linh tinh các thứ rồi. Nhưng mà không chịu thật. Thôi thua, 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 thua. Lòng giữ nãy giờ chắc cũng được cỡ khoảng tầm 1 phút. Thế vậy là cũng ổn rồi. 1 phút là ổn rồi, thế là trung bình đấy. trung bình yếu. Giữ càng lâu càng tốt và nghĩ đến tất cả những cái động lực. Thế thì vậy thì cái động lực của Hương đến giờ phút này là gì để có được Hương của ngày hôm nay? Cái động lực lớn nhất của Hương đấy là khi mà mình đã đẹp lên rồi thì mình sợ mình sẽ xấu đi. Giống như kiểu là mình đã xây dựng lên cho mình một cái vương quốc riêng mình, và bây giờ để nó tiêu tán đi như vậy là mình đang có lỗi với chính mình ấy. Và hơn nữa là rất là nhiều người khác đang follow theo Hương, mà Hương để cái điều đấy nó xảy ra thì tức là mình đang không yêu thương và mình đang không tôn trọng những người bạn đang theo dõi mình. Đấy quý vị ạ, bạn Hương Bùi, một người rất là nổi tiếng, rất là truyền cảm hứng, và luôn luôn là có những cái bài tập của mình để giúp cho tất cả mọi người xung quanh đều có thể đẹp hơn. Và nếu mà đến đây thì chắc chắn là bạn sẽ vô cùng nghiêm khắc đến khi nào mà bạn cảm thấy bạn đẹp hơn ngày hôm qua thì thôi. Cảm ơn Long rất là nhiều. Cảm ơn Long. Là một CEO kinh doanh trong lĩnh vực gym, sở hữu một thương hiệu thời trang fitness và là một huấn luyện viên thể hình, có vẻ như thời gian 24 tiếng một ngày là không đủ với một cô nàng năng động như Hương Bùi. Dựa vào nỗ lực không biết mệt mỏi và niềm đam mê khi được làm công việc mình yêu thích, trước tuổi 30, cô đã gặt hái được nhiều thành công trên con đường lập nghiệp. Khởi nghiệp ở một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Khi đang có một sự nghiệp, nhiều người mơ ước, chị Vũ Thị Dung rời bỏ vị trí quản lý nhân sự cao cấp ở một tập đoàn lớn để xây dựng quỹ Khát Vọng. Cái việc mà các con mồ côi hay rơi vào những cái hoàn cảnh đặc biệt như thế thì cái quãng đường các con đi nó chỉ có hơn chục năm. Nhưng cái điều quan trọng là cái thời gian phía trước các con còn 6-70 năm là một quãng đường rất là dài. Và nếu như các con thay đổi tốt á, thì không chỉ là bản thân các con được hưởng lợi, mà gia đình tương lai các con được hưởng lợi, là những đứa trẻ thế hệ của sau của các con, cũng như là các con có thể tạo ra những cái tác động tích cực cho xã hội. Thì đó là những cái lý do mà thôi thúc mình làm Khát Vọng. Thay vì con đường độc hành, giờ đã có hơn 130 người đồng hành cùng chị chăm sóc lũ trẻ. Khởi đầu với 3 học sinh đầu tiên vào tháng 7 năm 2012. Sau hơn 10 năm, chị đã làm mẹ của 400 đứa trẻ. Khát Vọng đã có 2 ngôi nhà chung cho các con và một dự án ngôi nhà chung lớn. Tức là đứng kia, đứng lối vào. Ngày hôm nay, chúng tôi có cơ hội cùng một nhà tài trợ đi khảo sát nhà chung ở Phú Thọ. Khu văn phòng tiếp khách trên đồi này. Xong cái đường đấy nó sẽ vào, sẽ cái khu đồi này là khu nhà cộng đồng. Dự án nhà chung lớn Phú Thọ chính là nơi không chỉ những đứa con Khát Vọng tìm về, còn là nơi để thực hiện sứ mệnh kết nối cộng đồng của Khát Vọng. Trong quá trình đi thì mình cũng chứng kiến là một số con trong tình cảnh là các con ở một mình, không có người thân, không có người bảo hộ. Thậm chí có những bạn gái mà các bạn sống trong những cái ngôi nhà nó không đảm bảo an toàn. Và mình mang rất là nhiều những cái trăn trở như vậy, thì mình nghĩ rằng là cần thiết phải có một cái ngôi nhà để đưa các con về. Ở thời điểm hiện tại, ngoài những đứa trẻ được chăm sóc tại cộng đồng, gần 30 em nhỏ đang được chăm sóc tại 2 ngôi nhà chung ở Đội Cấn và Quan Nhân, Hà Nội. Cháu cảm thấy là đó là một cái gì đó rất là may mắn trong cuộc đời mình, và khi mình có thể là gặp mẹ Dung và có thể biết tới Khát Vọng và có thể được tham gia trong một cái ngôi nhà chung nó rất là ý nghĩa và ấm áp như thế. Vào Khát Vọng từ năm 2017, giờ đã là sinh viên năm cuối khoa Kinh doanh Quốc tế, Đại học Ngoại thương, Phạm Tú Anh luôn sát cánh bên mẹ Dung và các anh chị em của gia đình Khát Vọng. Giờ cô bé còn là tình nguyện viên để chăm sóc các em. Tức là lúc mà em đang học lớp 9 thì em khá là trông chênh, bởi vì lúc ấy mẹ em vừa bị tai nạn giao thông xong thì
em khá là băn khoăn xem là bây giờ mình có nên đi học tiếp hay không, hay là mình đi học một cái nghề nào đấy rồi đi làm thêm để phụ mẹ nuôi hai em, tại vì dưới em còn hai em gái nữa. Thì ngay cái thời điểm đấy mẹ Dung đến và hỏi em một câu hỏi, đấy là vậy ước mơ của con là gì và khát vọng em được định hướng, được tham gia hướng nghiệp này để biết được là bản thân mình thật sự phù hợp với cái gì và công việc nào cũng như ngành học nào. Thì từ khi mà vào khát vọng, em cảm thấy là mình không còn trông chênh nữa, không, mọi thứ đều rất là tự tin để lựa chọn và theo đuổi. Khởi nghiệp, nhưng mà nó đúng nghĩa là một câu chuyện khởi nghiệp. Nếu mà xét về góc độ thì nó đúng là một câu chuyện khởi nghiệp, một cái điều gì mới, một cái riêng. Nhưng mà ở cái khía cạnh là tạo ra những cái tác động tốt đẹp cho xã hội, nó không bằng tiền, không đo lường được bằng tiền, nhưng mà đôi khi nó lại giá trị rất là nhiều. Hành trình khát vọng đã mở ra tương lai cho rất nhiều đứa trẻ, và đặc biệt thổi bùng lên ngọn lửa của niềm tin, tình yêu cuộc sống và sức mạnh tự thân. Và ở khát vọng, những đứa trẻ thiệt thòi đã dám ước mơ bởi chúng đã có một gia đình, một ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương của mẹ Dung và các anh chị. Thì mọi người đều nói rằng ấy là mình không có gì hết, những đứa trẻ là xa lạ, mình không có máu mủ ruột già, rồi tiền đâu mà nuôi dài hạn như vậy. Cái sự dạy dỗ là rất khó khăn với những cái đứa trẻ mà không có huyết thống. Và bản thân lúc đó thì gia đình tôi cũng không ai ủng hộ, ngay cả chồng cũng không ủng hộ. Thậm chí người bạn thân còn nói rằng là chị bị thần kinh, chị bị điên à. Và cái lúc đó tôi cảm giác như tất cả mọi người quay lưng lại, nhưng mà chỉ có một cái thứ bên trong mình, đấy cái niềm tin của mình vào cái tầm nhìn của mình đó, là mình tin rằng là nó cần phải có một cái thời gian để nó đi và nó sẽ đạt được cái kết quả thông qua những cái đứa trẻ này đó. Thì cái thật sự là cái giai đoạn đó mà tôi phải hành động trong im lặng đó, và phải đối mặt với rất nhiều những cái tiếng nói từ bên ngoài, thậm chí những cái lời mà nghe nó tiêu cực và rất là phản cảm đấy. Nhưng mà mình không có buồn phiền vì những cái điều đó, mình chỉ biết rằng là mình phải kham nhẫn, mình phải tiếp tục và mình phải thể hiện làm sao được những cái phẩm hạnh tốt nhất của mình cho cái hành trình này. Khác với ngôi nhà cho những đứa trẻ của chị Dung, ngôi nhà mà chị Thạch Lê Anh xây dựng là để cho những người phụ nữ khởi nghiệp với những ý tưởng được nhen nhóm. Bức tường này có bao nhiêu chữ ký thì đó là bấy nhiêu lần các nhà đầu tư đã đến với ngôi nhà này. Đây là văn phòng của Vietnam Silicon Valley, viết tắt là VSV, tại Hà Nội. VSV là một quỹ kêu gọi vốn thúc đẩy các bạn trẻ khởi nghiệp, đặc biệt là phụ nữ. Đây là đề án được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt từ năm 2013. Người sáng lập ra VSV là chị Thạch Lê Anh, đồng thời cũng là chủ tịch của quỹ VSV Foundation. Mặc dù công việc chính của VSV là đào tạo các mô hình kinh doanh, hỗ trợ kêu gọi vốn cho những người khởi nghiệp, nhưng khởi nguồn cho mọi thứ đó vẫn phải là từ ý tưởng. Mà để có ý tưởng thì phải xuất phát từ sở thích. Ví dụ như sản phẩm lọ hoa hồng trang trí này của một bạn trẻ nữ. Đây là lá hoa ban này, bông hoa ban này các bạn làm thành thì nó có cái đời sống của nó, bây giờ một đời sống mới, đấy là một cái lẵng hoa hồng. Đấy, hay là như là cây dương xỉ. Và tất cả những cái thứ này đều là nhặt và để đảm bảo cho môi trường, đều đi nhặt chứ không có đi cắt, không có phá. Thì đấy là nó mang cái ý nghĩa thứ hai nữa. Thì tôi thấy rất là đẹp và tôi cũng rất là mong các bạn ấy có thể phát triển tiếp được để nó lớn hơn. Chị Lê Anh là một người có sở thích thêu thùa. Đây cũng là cách để chị có thể cân bằng cuộc sống của chính mình. Nhưng không chỉ dừng ở đó, chị vẫn đang nhen nhóm
một ý tưởng kinh doanh cho chính sở thích của mình. Ngày xưa các cụ nhà mình gọi là vá, đúng không? Thì cái này vá lên cái kia mà. Đó. Thế nhưng mà ở nước ngoài thì nó không phải thế. Cái này nó gọi là thêu đắp vải, đắp cái này lên cái kia. Nhìn thì cứ tưởng đây là những món quà lưu niệm được mua từ nước ngoài. Nhưng đây là sản phẩm thủ công được tạo ra bởi người Việt Nam. Và họ là những người giúp việc. Chị có nói với tôi là thay vì nhàn rỗi, buồn chuyện mất thời gian nhiều quá thì họ có thể làm ra những sản phẩm này và nó là những sản phẩm có thể tiêu thụ được. Đây là em hình dung là bạn ấy ở miền Tây, không biết một từ ngữ nào ngoại ngữ, không được đi học, chỉ học tới lớp 6. Công việc của chị là tìm ra những mẫu mã và hướng dẫn để họ có thể làm được. Nó rất là sáng tạo, bông hoa bạn đặt ở đâu, như thế nào ấy, cái này là các bạn tự hết. Chứ trong lúc Covid mà chị thì kẹt ở Hà Nội mà bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh sống một mình, bạn tự làm, mình đâu có chị cầm tay chỉ việc được đó. Nhưng mà vì chị còn có một cái việc chính là đang đi đầu tư, cho nên là đây vẫn là một cái hobby, cho nên nhưng mà kể cả hobby mình làm cũng khá là chuyên nghiệp nhá. Đặt tên mác hẳn hoi, khách của chồng đến hay bạn bè mình đến mình có thể giới thiệu là tôi làm cái này. Mà thực sự tại vì là chị hướng dẫn để các bạn tự làm được, còn các bạn có thể mua về treo. Cách cân bằng thế đấy. Khi đi học cao học nhá, thì lúc đó là con cái cũng không còn nhỏ quá nữa, thì muốn là đi học cao học thì cả hai vợ chồng cùng đi. Nhưng mà chồng mình thì nói rất là rõ là em định cạnh tranh với anh à? Vì hồi đấy còn trẻ mà. Có nghĩa là gì? Luôn luôn người đàn ông nghĩ rằng là cái việc học hành và sự nghiệp là việc của đàn ông, còn phụ nữ là phải quay về với gia đình. Thì lúc đấy là mình cũng rất là phẫn nộ, mình cũng rất là khó chịu. Nhưng mà mình cũng ngấm ngầm trong đầu mình nghĩ là được, nếu mà anh đã như thế thì em sẽ làm theo cách của em sẽ làm hết tất cả công việc gia đình. Thì anh không cấm được em cái việc đi học. Cái đấy nó cũng làm cho mình là thành một cái động lực. Thay vì mình ấm ức, thế thì mình sẽ là làm gì? Mình làm tốt hết công việc ở nhà. Mình chăm con, cho con ăn học đầy đủ, cho học đàn, học ngoại ngữ đầy đủ hết. Thứ bảy, chủ nhật, không bao giờ rời khỏi gia đình. Mặc dù là cái lớp cao học đấy, người ta học các buổi tối và thứ bảy, chủ nhật. Nhưng mà như tôi ấy thì, ví dụ như từ 5 giờ đến 7 giờ, thì mình nghĩ là 8 giờ là chồng mình từ cơ quan về và cả nhà sẽ ngồi ăn. Thì mình chỉ đến 7 giờ, tức là mình chỉ học cái tiết đầu thôi. Tiết sau xin với giáo viên là nghỉ và em sẽ tự làm, tự ở nhà. Vì mình có con thì họ cũng dễ thông cảm. Lúc đấy là học cái lớp cao học của Mỹ. Tôi lại quay trở lại cái việc là mình làm cái gì mình cũng phải có kế hoạch và nó phải khoa học. Bạn sẽ thấy là trong một ngày ấy, cái thời gian để mà mình cứ đi đi lại lại nhặt những cái đồ vặt vãnh mình vứt nơi này nơi kia một cái là rất mất thời gian. Riêng những cái thứ đó đã mất thời gian thì bạn phải nhìn lại xem cái việc nào nó mất thời gian thì mình bỏ nó đi. Có bao giờ chị đem những cái năng lượng như vậy về cái câu chuyện mà chính mình đã vượt qua cho những cái bạn nữ mà start up mà bạn ấy cũng gặp cái vấn đề tương tự không? Có chứ, nhiều chứ. Thường là các bạn sẽ hỏi là trong cái việc như vậy thì em nên giải quyết như thế nào? Không thiếu nước mắt đâu. Trong cái văn phòng này nhiều nước mắt lắm. Lắm lúc là mình phải ngồi lặng yên để cho các bạn khóc, thậm chí khóc thật to. Khóc thật to và khóc thật nhiều. Khóc nhiều đi cho nó vơi đi đã. Sau đó rồi thì mới bắt đầu lại cái câu chuyện. Hoa này cũng là một ví dụ này. Bạn rất là nhiệt tình, bạn rất là sống cũng vì chồng, vì con, rồi vì những người khuyết tật nữa. Hoa này rất là nhiều bông là được làm từ những người khuyết tật nữa đấy chứ. Thế nhưng mà bạn kinh doanh không tốt, không có đủ tiền để nuôi đội ngũ và cũng lo lắng là cảm thấy là chồng cũng không an tâm. Đấy, và có thể xảy ra những cái cãi vã. Thế thì những cái lúc như đó thì các bạn cũng thường tìm đến mình thì hỏi xem là như vậy thì giải quyết bằng cách nào. Trong thời đại hiện tại, công nghệ và môi trường kinh doanh đã mở ra rất nhiều cơ hội cho phụ nữ lập nghiệp. Những nghề nghiệp mới và đa dạng đang xuất hiện, cho phép phụ nữ thể hiện khả năng của mình và trở thành những người đóng góp tích cực cho xã hội. Tuy nhiên, việc phụ nữ lập nghiệp không chỉ đơn thuần là để kiếm tiền, giá trị xã hội mà chúng ta tạo ra cũng rất quan trọng. Phụ nữ có thể trở thành những nhà lãnh đạo và những nhà sáng lập, đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề xã hội và tạo ra những giá trị văn hóa, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và đất nước. Điều quan trọng là phụ nữ phải có sự tự tin
quyết tâm để khám phá tiềm năng của mình và trở thành những nhà lãnh đạo, nhà sáng lập mạnh mẽ. Chúng ta đang sống trong một thời đại mở, có rất nhiều cơ hội và thách thức. Phụ nữ có thể đạt được những thành công lớn và đóng góp tích cực cho xã hội, không nhất thiết là phải giá trị kinh tế. Ba từ thôi. Thứ nhất đó là dám bước phá ra khỏi chính vùng an toàn của mình. Cái thứ hai đó là hãy chọn những cái thứ mà thực sự phù hợp cho cái sự phát triển của bản thân, cũng như là dám buông bỏ đi những cái thứ mà không còn thực sự phù hợp cho sự phát triển bản thân của mình nữa. Và đã dám, đã chọn rồi thì hãy tin là mình sẽ làm được. Có một cái sự tự do trong cái chuyện là mình lựa chọn nè, mình quyết định, và thậm chí mình cũng tự do trong cái chuyện là mình yêu thương cái thất bại của mình luôn. Một khi mình đã quyết định bắt đầu thì phải bắt đầu. Tất cả những sự học hành, tất cả những sự chuẩn bị ấy, nó chỉ là một cái sự khả làm thêm vững chắc cái sự khởi đầu của mình. Nhưng mà một khi bạn đã quyết định ấy, thì nên có một cái kế hoạch và bắt tay vào làm thôi. Thì Hương rất là mong các bạn chúng ta hãy có cái ý thức đầu tiên, đó là về cái ngoại hình của mình. Nếu các bạn chúng ta cứ mãi nghĩ là mình mới có 19, 20 tuổi thôi thì mình cứ thỏa sức những cái cuộc vui thâu đêm, thỏa sức với những cái lối sống không lành mạnh đi, sau này ngoài 30 thì mình tính sau, thì khi đó đã rất là trễ rồi. Bạn có sở thích gì thì cố gắng là biến cái sở thích đó thành cái công việc kinh doanh, để đừng có mất công cả cuộc đời mình phải làm song song hai việc. Một việc là làm để kiếm tiền, để sống, mưu sinh, xong rồi về già rồi thì mới dành cái tiền đó để mà làm cái việc mình thích. Mình hãy tĩnh một chút, mình chậm một chút, mình sâu một chút, để khi mà mình quyết định làm một cái gì đó, nó có một cái sự chuẩn bị tốt nhất có thể. Thì ngày nay thì khởi nghiệp cũng nhiều, nhưng mà thất bại cũng rất là nhiều. Và đương nhiên là các bạn sẽ có những bài học từ thất bại, nhưng mà hãy tránh thất bại một cách tốt nhất có thể. Còn nếu không thì đôi khi thất bại rồi, không phải là ai cũng có thể đứng lên một cách vững vàng. Rất là nhiều bạn sau đó là các bạn có những nỗi sợ, có những cái nỗi sợ, hoặc là lại bị có những cái niềm tin bắt đầu nó bị giới hạn, và các bạn sẽ mất đi một cái động lực. Vậy thì thay bằng cái việc là cứ thử đi, để thất bại để học, thì các bạn hãy cố gắng hạn chế thất bại một cách tốt nhất, để các bạn có động lực, các bạn và sức mạnh các bạn đi được đường dài.